Chào các bạn ạ. Buổi sáng ngày hôm nay trời có nhiều mây mù. Thông tin là cơn bão số 1 đã vào ở phía Bắc kia rồi. Nếu đúng như dự báo thì tầm tầm khoảng chiều mai á thì bão có khả năng vào ngay trúng ở Quảng Ninh đó. Bão này cũng rất là mạnh đó các bạn ơi. Bão này là vào là bà con ở vùng ven biển, những cái người mà nuôi hải sản các bạn này, nuôi lồng bè phải có cách neo chứ còn không là sẽ bị thiệt hại rất là lớn. Năm nào mình để ý bão vào trúng cái địa điểm nào mà bà con của chúng ta nuôi ở ngoài biển là bị thiệt hại hết trơn á. Ở Quảng Ninh các bạn biết là bà con nuôi cũng rất là nhiều. Ở giữa mùa hè mà có một cơn bão rất là mạnh. Ở Đà Nẵng mình chiều hôm qua là đã có mưa rồi. Tối hôm qua thì trời nó đỡ hơn, nhưng mà các bạn nhìn mây mù rất là nhiều. Bão này nó lớn quá cho nên là cái vùng mây nó rất là rộng. Tình hình bất động sản thì cũng không có tin gì mới hết các bạn. Nhưng mà có một cái thông tin mà các bạn phải hết sức lưu ý, đó là từ nay đến cuối năm á, một số dự án của những tập đoàn lớn sẽ mở bán trở lại. Vừa rồi là tập đoàn Vinhome mở bán rồi. Mình đọc báo thì nghe thông tin các tập đoàn lớn cũng đã xây dựng kế hoạch và rục rịch bán trở lại. Tầm tầm cỡ quý tư này là họ sẽ mở bán rầm rộ đó. Những tập đoàn có tiếng tăm ví dụ như là Vingroup này, Vinhome này, Sungroup này, Hưng Thịnh này, Phú Đông này, Nam Long này, Novaland này đó. Novaland là có những dự án rất là lớn ở Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Phan Thiết. Đợt vừa rồi Phó Thủ tướng Chính phủ Hồng Hà đã chỉ đạo các bộ bàn một cách phải gỡ vướng những dự án của Novaland. Aqua City Đồng Nai các bạn này, Hồ Tràm ở Bà Rịa Vũng Tàu và một cái dự án ở Phan Thiết nữa cũng rất là lớn. Vì sao là mở bán vào quý tư? Thì các tập đoàn họ cũng có sự tính toán các bạn. Tại vì quý tư là nó sẽ rơi vào thời điểm cuối năm, nó dòng tiền ở nước ngoài gửi về cũng rất là nhiều. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là từ nay đến cuối năm ấy thì lãi suất ngân hàng mới rẻ, chứ còn vay là bây giờ lãi suất nó vẫn còn cao. Từ nay đến cuối năm thì chắc chắn là lãi suất ngân hàng nó sẽ rẻ, rẻ thì mới kích thích các nhà đầu tư vay để mua bất động sản. Và từ nay đến cuối năm các dự án sẽ dần dần được tháo gỡ. Tháo gỡ thì pháp lý mới đầy đủ, lúc đó mới có khả năng huy động được vốn. Từ nay đến cuối năm cơ bản những chính sách nó cũng đã dần dần thẩm thấu, đặc biệt là lãi suất đã có sự điều chỉnh. Các tập đoàn này mà đưa ra sản phẩm mà nó các bạn là còn nhiều lắm, không làm gì cho hết đâu các bạn này. Cho nên nguồn cung của chúng ta rất là dồi dào, không có lo thiếu nguồn cung. Cái mà chúng ta quan tâm bây giờ là làm sao có cào nó vào mới là quan trọng.
Để bán được những cái sản phẩm tại thời điểm này, chắc chắn các chủ đầu tư đưa ra nhiều chính sách rất là tốt. Từ những chính sách khuyến mại rồi cho đến chính sách ân hạn, rồi hỗ trợ về lãi suất nè. Đó. Quan điểm của mình tại thời điểm này á, nếu có tiền tư thấp thật thì có thể mua cũng không sao cả các bạn. Và đặc biệt là nên ưu tiên chọn mua những cái bất động sản đã có sổ đường hoàng. Chứ còn những cái bất động sản mà mới đóng móng, mới làm cạp thì mình nghĩ cũng không có nên. Thì vì để xây dựng nên một cái dự án như vậy, nó kéo dài ròng rã mấy năm trời. Mà sức khỏe tài chính chủ đầu tư hiện bây giờ nó đâu tốt đâu. Đồng ý mua tại thời điểm này chắc chắn là rẻ hơn khá là nhiều so với những cái thời điểm trước rồi đó. Nhưng mà thời điểm tiền nó khan hiếm thì cũng phải chọn một cái sản phẩm hay là chọn một cái phương thức nào đó cho nó an toàn. Có nhiều cách để làm ra tiền chứ không phải là cứ chăm chăm nhờ vào cái chính sách khuyến mại của các chủ đầu tư. Tại vì đi kèm với mức chiết khấu cao thì rủi ro nó cũng lớn đi tương ứng. Đó, để hưởng cái mức chiết khấu 20-30% thì chúng ta phải đóng 95%. Mà trong khi chúng ta nhìn ra chỉ là một mảnh đất và cám lên vài cái cọc thôi. Nó rất là rủi ro là nó nằm chỗ đó. Còn những cái lời hứa của chủ đầu tư thì nó hoặc là không có nên nghe, không có nên tin. Chủ đầu tư hứa, sàn hứa, môi giới hứa. Chủ đầu tư hứa còn chưa tin chứ đừng nói gì đến mấy anh sàn và các anh môi giới. Sàn với môi giới thì họ cố gắng làm sao nói cho nó lọt lỗ tai. Khách hàng xuống tiền là họ có hoa hồng thôi. Đơn giản chúng ta nghĩ là như vậy. Cuộc sống của họ phụ thuộc vào nguồn tiền hoa hồng, cho nên bằng mọi giá là họ phải chốt cho được đơn. Còn chủ đầu tư thì nhiều khi ảnh anh bí tiền quá, ảnh đưa nhiều chính sách này nọ, ảnh gom được tiền rồi sao có việc xây dựng cũng còn miên miên mang mang. Tối hôm qua mình chia sẻ với các bạn dự án Phương Trang các bạn ạ. Huy động vốn của khách hàng nhưng mà xây dựng mấy năm nay xây dựng đâu có ra gì đâu cả. Để tùm lum tà la như vậy, khách hàng rất là mệt mỏi. Mặc dù dự án đó là cơ bản hết đau đái trai rồi đó, nhưng mà có việc thi công của chủ đầu tư cũng không đi đau về đau hết. Đặc biệt là một số dự án bây giờ nói bạn là nó ký hợp đồng làng nhàng lắm. Những cái hợp đồng góp vốn hay là những cái hợp đồng hứa hạn thì tốt hơn nhất là không có tham gia. Hợp đồng mua bán nói bạn là nó cũng rất là mệt rồi. Có việc gì là cầm cái hợp đồng mua bán đó ra kiện á. Có việc đi hào tòa kháng kiện. Rồi để thực thi luật pháp nó cũng rất là mệt mỏi, kéo dài thời gian đăng đảng. Nó đã quá rối rắm rườm rà như vậy mà chúng ta ký những cái hợp đồng góp vốn thì rủi ro là càng cao nữa. Góp vốn thì chúng ta hiểu một điều như thế này này. Ông với tôi cùng góp vốn là một cái dự án đó. Nếu như tôi có sự cố gì thì ông cũng chịu trận với tôi. Nên hôm nay chúng ta hiểu là như vậy. Còn mua bán là nó còn có tính pháp lý một tí. Nhưng mà các bạn biết là dự án ở Quảng Nam của chúng ta đó, lúc đầu tòa ra phán quyết kháng kiện là ai cũng hồ hởi hết, coi như là được cứu rồi. Nhưng mà mấy năm nay cũng đâu có ra sổ được đâu. Đó. Tòa kháng rồi nhưng mà mấy năm nay vẫn phải đi đòi sổ. Cũng không được luôn. Rất là nhiều người hiện bây giờ đang bị mắc kẹt. Các cái chủ đầu tư làm ăn không có uy tín, không có đường hoàng, năng lực thì yếu kém. Bà con góp tiền vào đó là xem như là mất tiền hết.
Cho nên từ nay cuối năm bà con của chúng ta cũng phải hết sức lưu ý. Sẽ có những cái buổi mở bán hoành tráng, sẽ có những chính sách chiết khấu rất là cao, rất là tốt. Anh em môi giới chạy chương trình rất là tốt, hoành tráng lắm. Nhưng mà trước khi mua thì cũng phải hết sức cân nhắc và tìm hiểu thật là kỹ tình trạng pháp lý, sức khỏe của chủ đầu tư và hiện trạng ngoài hiện trường là như thế nào. Và đặc biệt là lưu tâm những cái bất động sản nào nó phải chắc chắn và chủ đầu tư phải thuộc loại ngon, chứ không thì cũng bỏ qua tìm cơ hội khác tốt hơn. Rồi ngày nay đi tập thể dục có một vài câu chuyện cập nhật gửi đến với các bạn như vậy thôi. Bye chào các bạn ạ.